Thưa quý vị, sau một năm vắng bóng thì đặc sản của mỗi mùa Tết, chương trình Táo Quân sẽ chính thức quay trở lại vào dịp Tết Nguyên đán của năm nay. Thông tin này đã khiến cho nhiều khán giả rất là thích thú và hào hứng, bởi đối với mỗi người Việt Nam chúng ta thì Táo Quân vẫn luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi dịp vào cuối năm. Đặc biệt là sau một năm 2020 nhiều biến động như vừa rồi. Chỉ sau ít giờ đăng tải lên fanpage của Trung tâm Tin tức VTV24, thông tin về sự trở lại của chương trình Táo Quân đã thu hút gần 130.000 lượt tương tác, hơn 4.000 lượt chia sẻ và gần 6.000 bình luận. Ra mắt năm 2003, Táo Quân từ một tiểu phẩm hài trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm đã dần trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam dịp Tết đến xuân về. Hình ảnh thì sắc nét nhá, âm thanh thì sống động, ôi giời ơi, cứ gọi là xấu cực. Tuyệt vời ông mặt trời. Hay quá, cái cảm giác quen thuộc xem Táo Quân đêm 30 lại trở về. Vui quá, chúc mừng Táo Quân, chúc mừng 2021. Mày nhìn lại cái mặt mày xem. Cống rãnh cái đòi sóng sánh với đại dương, máng mưa cái đòi tương đương với thủy điện à. Những ngày này, các nghệ sĩ đang gấp rút tập luyện để kịp gặp khán giả vào buổi tối 30 Tết. Mỗi hình ảnh hậu trường của các Táo đều nhận được sự quan tâm lớn của khán giả sau một năm 2020 đầy biến động. Ôi, rất phấn khởi để cho một cái năm ấn tượng 2020 trôi qua, 2021 nó đến. Năm nay anh nghĩ là chắc là chắc chắn là phải có Covid rồi. Cái thứ hai là những cái vấn đề nổi cộm gì đấy về trộm cướp hay cái gì đấy, hoặc là về chính trị chẳng hạn. Mình mong chờ là có cái gì đấy nó đổi mới. Mọi người cả nhà thì ai cũng, nhất là ở nhà có ông bà cũng rất là thích xem. Tôi thề với mọi người luôn này, tôi mà nói dối hai đầu gối tôi bằng nhau. Chỉ ít ngày nữa thôi, tiếng cười sẽ lại vang lên trong mỗi gia đình để cùng chào đón năm mới Tân Sửu với nhiều điều tốt đẹp hơn. Bưởi, táo, lê rồi cũng thành mướp, chỉ có bánh dày mãi mãi là bánh dày mà thôi. Xoái ca.